Chào mọi người, đây là một buổi sáng định kỳ mình vệ sinh tai và móng cho bé cún. Các bạn có thường vệ sinh cho bé cún của các bạn ở tại nhà hay không? Nếu có thì hãy cùng xem mình sử dụng một vài mẹo để vệ sinh tai móng cho mấy đứa này nha. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị bông để ngoái tai cho mấy đứa cún. Các bạn có thể sử dụng bông ngoái tai của người, còn mình thì mình sử dụng cái banh kẹp để mình lấy được nhiều bông hơn thì ngoái nó sẽ êm hơn. Bí quyết để các bạn có thể ngoái tai mà không khiến cho bé cún bị đau hay là giật mình thì ban đầu chúng ta hãy massage nhẹ ở bên ngoài cái vành tai. Làm nhiều lần thì bé cún sẽ rất là phê và thoải mái. Cũng giống như là lúc chúng ta sử dụng tay ôm đầu và massage tai của bé cún vậy đó. Thì làm nhiều lần nó sẽ không có cảnh giác nữa và cảm giác là dễ chịu và thân thiện với cả cái đầu ngoái tai mà chúng ta đưa vào tai của bé cún. Và nhớ là sử dụng dung dịch ngoái tai, thấm thật nhiều nước của cái dung dịch ngoái tai này thì như vậy nó sẽ giúp làm mềm cái phần ráy tai khô hay là bẩn ở bên trong tai của bé cún, thì chúng ta ngoái ra nó dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và chúng ta thay thật nhiều lần bông để như vậy có thể ngoái ra được rất là nhiều cái phần cặn bẩn trong tai bé cún. Thông thường thì nếu như tai của bé cún nhà các bạn sạch sẽ thì các bạn chỉ cần 1 tuần hoặc là 2 tuần một lần các bạn ngoái sơ sơ là nó cũng rất là sạch và rất là ít mà cái phần bẩn ở bên trong tai bé cún. Còn với những bé cún nào mà bị viêm tai, đặc biệt là khi các bạn đưa cái cây ngoái tai vô bên trong một xíu là bé cún lại ré lên hoặc là rất là khó chịu, thì chứng tỏ là tai của bé cún có thể hơi sưng viêm khiến cho bé cún khó chịu. Có thêm một cái mẹo dành cho những bạn mà lần đầu tiên tập cho bé cún ngoái tai, thì chúng ta sẽ làm hàng ngày cái động tác mà ngoái tai, xoa xoa massage cái tai bằng cái cây ngoái tai, cái cây bông ngoái tai đó, thì sẽ giúp cho bé cún quen mỗi ngày. Vì lần đầu tiên các bạn mà muốn ngoái tai liền, các bạn không thể đưa sâu vô bên trong đâu. Chúng ta cứ cà ở phía ngoài cái vành tai đó, thì bé cún được tập như vậy hàng ngày, bé cún sẽ rất là quen và không còn nhạy cảm cũng như bị tăng động mỗi lần chúng ta chuẩn bị ngoái tai cho bé cún. Làm như vậy có thể là 5 ngày, 10 ngày các bạn dành cho bé cún những cái khoảng thời gian lần đầu tiên mới nuôi, thì sau này những cái năm về sau, 10 năm sau các bạn chăm sóc cho bé cún cũng sẽ rất là thoải mái và dễ dàng. Một số bạn đặt câu hỏi là nên ngoái sâu bao nhiêu thì đủ, có ngoái sâu quá thì có làm cho bé cún bị đau tai hay không? Thì để dễ cho các bạn hình dung nhất, thì nếu như khi các bạn ngoái tai, các bạn hãy vén cái tai của bé cún lên, các bạn nhìn tới đâu thì chúng ta ngoái sâu tới đó thôi. Thật ra thì cái phần bụi bẩn mà từ bên ngoài tích tụ ở bên trong tai của bé cún thì nó cũng sẽ tập trung nhiều ở cái phần cái vành tai mà các bạn có thể trực tiếp nhìn thấy một cách rất là dễ dàng, thì chúng ta tập trung xử lý ở cái chỗ đó, dùng cái dung dịch ngoái tai thấm ướt cái bông và chúng ta sẽ cà nhẹ nhẹ vô thì nó sẽ rất là dễ dàng và thoải mái. Còn cái phần ống tai của bé cún, thường cái ống tai nó chỉ rất là dơ khi mà các bạn để quá lâu hoặc là bé cún bị viêm tai, thì cái phần dơ nó từ bên trong nó ra chứ không phải từ bên ngoài vô, thì những cái lúc đó chúng ta mới cần ngoáy vô cái ống tai sâu bên trong. Những cái trường hợp mà bé cún bị viêm và cần phải ngoáy bên trong ống tai như vậy thì chúng ta khi sử dụng cái cây ngoái tai thì bông nó phải dài lên và được thấm nhiều cái dung dịch ngoái tai cho nó êm, nó ướt thì ngoáy nó dễ dàng, bé cún cũng cảm thấy nhẹ nhàng bên trong ống tai và không có sợ bị ngoái tai những cái lần về sau nha. Việc mà chúng ta tự chăm sóc cho bé cún ở nhà như vậy thì cũng khá là đơn giản và không có tốn quá nhiều thời gian. Khoảng 2 tuần một lần thì mình mới chăm sóc cái phần tai móng tụi này một lần, vì tụi nó ở trong nhà khá là sạch sẽ và không có bị viêm nhiễm gì hết nên là rất là dễ dàng và thoải mái. Cái công cụ mà chúng ta cần có thì cũng không có nhiều. Cần ngoái tai thì chúng ta có dung dịch ngoái tai, có cái cây bông ngoái tai có thể xài của chính mình, của người đó, hoặc là mua cái cây banh kẹp. Còn nếu bé cún nào mà bị viêm tai thì chúng ta có thêm một lọ là trị viêm dự phòng, xài được rất là lâu, thì như vậy có 2 lọ, không có quá nhiều. Còn bây giờ sẽ chuyển qua cái phần mà cắt móng và mài móng cho bé cún. Cái công cụ thì cũng chỉ có là một cái cây kìm có đèn thì cắt nó sẽ chính xác và rất là dễ dàng. Các bạn muốn sử dụng những cái công cụ chính xác như những gì mình xài ở trong các video ở trong kênh thì các bạn hãy tham khảo trong shop của Boss Dog nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Boss Dog. Bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh YouTube của Boss Dog hoặc
tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu với từ khóa Boss Dog cộng với vấn đề mà các bạn gặp phải ở bé cún nhà các bạn. Tất cả các video hướng dẫn chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên bấm theo dõi và bấm thêm cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video dạy cún trong kênh của Boss Dog nha. Tất cả những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ở các đường link phía dưới như là mua hàng, thông tin về nuôi dạy cún, thú y, vân vân. Tất cả ở trong link phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha.